Hello mọi người, thì bữa nay mình cần phải lên quận 5 để mua một số đồ linh kiện về sửa máy đó. Sẵn theo đường ghé coi, ghé cái chỗ giống tài nè, mua một cái bộ vỏ của iPhone XS. Tại ở gần nhà người ta không có bán. Gần nhà thì có màn hình đó, nhưng mà vỏ thì chưa có. Cho nên mình phải lên đây mình mua vỏ. Sẵn hỏi cái máy kia coi người ta có bán vỏ luôn hay không. Một cái Oppo A31 á, mà đời 2019 hay sao, đời mới á. Ở gần nhà không có vỏ, để lên đây hỏi có vỏ không. Màn hình thì dễ rồi. Có một số linh kiện á, không phải ở đâu cũng có bán đâu. Thì sẵn theo đường mình dẫn mọi người đi theo coi chơi luôn. Bữa nay bắt đầu người ta bán bánh trung thu rồi nè các bạn. Như Lan, đây là đường Nguyễn Duy Phương nè các bạn. Để ghé qua bên Chiếm Tài để lấy cái bộ vỏ này. Hôm nay lắp camera hành trình ở trước ngực để test coi nó ok không. Mua bộ vỏ các bạn. Hello. Bán anh cái màn hình 7G màu xanh đi. Chi 7G? Ừ, cái bộ vỏ. Chi 7G nó loại nào vậy? Sáu trăm mấy á. Bữa là vô lấy cái này, tao biết thằng nào lấy nè. Cái vỏ XS đây. Lấy hai màu vàng. Em coi Oppo A31 này nè, nó có cái bộ vỏ không? Tại cái này đời mới sao không có vỏ. Loài trong Redmi nó cũng ít, em không có nha. Thì A31. Loài trong Redmi nó cũng ít, em không có, chỉ có cái cụm chuông thôi. Chuông với loa là hai cái khác nhau. Đồng lắm. À, vậy chị lấy màn hình đem luôn. Màn hình 360. À, ok. Lấy vỏ với màn hình đúng không? Đúng rồi, Oppo A1. Với lại vỏ ít mắt màu hồng á. Màu vàng hồng á. Ok, thời gian đó thì ngồi đợi. Trong này bán đồ nhiều lắm. Mình qua đây mình ngồi đợi các bạn. Máy sọc chỉ nghe cũng cần để xài hả? Có đâu, máy này mình làm đúng á. À, tháo máy mình bán người ta rồi. Trời ơi trời. Chín mười giờ đâu mình đầu ra được giá thì mình tháo rồi máy. Là thay zin cho khách luôn á. Thay zin hết rồi mà thành đó mà zin mình để xài nào cũng được, màn hình lao đi. Cũng được. Mua lao được mình về gắn vô lại. Giống giống đây cũng chơi kiểu này. Thợ mà lo gì? Nó bị ẩn nhiều ngoài luôn nè, nó nhiều hết. Kiểu như là cái máy nó đang xài nó tắt nguồn bất ngờ là nó hay bị kiểu này nè. Cái này nó bị ám rồi, bị ám á. Nó đang xài cái nó chết nguồn bất ngờ cái bắt đầu đem lại mình, cái mà nó nói nếu mình test lên thấy nó vậy. Màn hình kia màn hình zin mà nó thay thay cáp anh rẻ hơn mà ngon hơn. Mua chỉ cho chỗ ông bạn nó làm ở đâu, nó thay cáp, nó lừa đảo quân rồi, nó làm dữ lắm. Là máy nó, màn hình nó bị hư cổ cáp thì nổi gì ép lại chuyên gia thay cáp màn hình zin nhưng mà nó thay cáp giá cũng mười mua nó bán ra. Tại vì anh chỉ báo là nó bảo hành trong một tháng. Cảm ơn. Được thì cũng đỡ á. Anh thay á thì anh thay người ta anh báo là màn zin. Không có thằng nào biết được cái cáp đâu. Đúng rồi. Màn hình nó đúng là màn hình zin luôn nhưng mà chỉ thay cáp thôi, nó xài bình thường. Dạ. Thì thay cái cáp nói chung không nó nổi. Chủ yếu là cái màn hình. Là ngon hơn ép kính nha. Dạ. Ép kính nhiều khi anh xài chừng tháng 2 tháng sau nó bị liệt cảm ứng hay là nó bị đơ cảm ứng. Còn này thay cáp là ok. Với lại mấy cái màn hình iPhone X mà ép cảm ứng rồi là khi mình tháo ra hay bị sọc chỉ.
cái kính mát cũng vậy. Tháo rồi em ép kính mình đúng rồi, ép kính mới nó mới vào cho mình ép kính xong mà không sao hết. Nhưng mà sau tháng sau nó bùng keo á. Cái đó nó nóng lên. Tụi em là chỉ có màu đen, màu trắng, màu vàng. Hàng zin new á là 850. Còn hàng zin thoáng mái đẹp lỡ đến 8-9% là chị lấy anh zin new á, zin new nó dễ xài hơn. Anh lấy màu gì? Màu hồng. Màu vàng á, màu vàng đó, vàng đông á. À, vàng đông á. Rồi. 850. Rồi anh ngồi đợi chứ. Chờ tưởng kêu lại lấy. Khung sườn đi đâu mà mang cái camera theo đó. Đi quay theo đường nè, quay theo đường này. Mình này mua sườn này hả? Sườn này nè, này nó cong rồi phải thay luôn rồi. Cong luôn rồi. Cong thì này mua nguyên cái vỏ này cho khỏe không có cong thì đó. Máy này máy dựng mà nó làm nát hết trơn, máy này mới đập mà mới đập mua mà trước đây nó đã dựng lần rồi, thay lần rồi, nhưng mà ý nó mới đập này mua để chứ để à. Mua chết ngủ nó không đúng rồi. Cái máy này xài dễ hư bất ngờ á. Máy này không nói trước được. Còn con này thấy tệ quá giờ. Không quen. Thử rồi nó ném bổn chức năng thì mình lắp cho nó còn ổn thôi. Tại mấy con này nó tèo lúc nào không biết. Có cửa hàng không? Em làm ở trong nhà không mà. Cái này hỏi nó rồi, nó giờ là cái này một là sửa là hên xui, không có chuyện gì hết. Nó nói thôi anh gán sửa em xài đỡ. Bữa nào cho qua chỗ sư phụ tôi nè, sư phụ tôi sửa heo. Chứ anh nghĩ nó công vậy. Bữa nào qua lấy số tôi đi, anh em mình nói gì tôi chỉ cho qua sư phụ tôi làm cho. Ở đâu nó? Hai triệu không trăm mấy, 2 triệu có 20 lẻ không anh? Cái màn hình chiếu 70 em để trong kỹ thuật trong đây. Test chổng hả? Rồi mình có mang theo mà. Vậy đó để em gỡ đó. 8 triệu. Không, màn hình là màn hình của con này luôn á, lấy lộn màn hình này. Móc đời mới. Là cái đó là giá nó sẽ khác phải không? Anh bù lên 200 đúng không? Rồi xuất xuống đây lên đi. Bây giờ mình sẽ test cái màn hình nha các bạn. Màn hình mua test tại chỗ. Ok lên luôn nha. Đây là bộ vỏ XS này các bạn. Nó mua nó kiểm tra lại. Coi nút này nọ đầy đủ không nè. Nút đó, nắp lưng coi nó khít không. Okay. Đẹp không nha. Ok. Đây là bộ vỏ của Oppo A31 nè. Mã pin, máy này có cài mã pin. Có cài mã pin hiện tại là mình cũng chưa test được chức năng. Test cảm ứng thôi. Cái này là người ta bật chế độ lọc sáng xanh nè.
đúng không? Đây. Nào xong rồi cất cho nó gọn, để lu bu lát rớt nó hư mà. Còn cái bây giờ còn cái màn hình A31 nữa. Có màn hình để test cái máy này có nó ok không? Ok thì mình lấy về mình sửa, còn không ok là mình trả lại. Trả màn hình với trả bộ vỏ lại. Quá nhỉ. Này. Bù 200 phải không? Anh thật anh. Ủa được rồi, anh nãy anh bill kia tính giá kia luôn. Không, ok. Bộ A31 hy vọng là còn lên các bạn. Bể quá, bể công quá công rồi. Nhiều lúc nó còn lên mà nó ảnh hưởng chức năng này chức năng nọ cũng xài không được. Ồ, còn lên đọc gì? Bể nát thì mà còn lên. Một chín bảy tám một chín chín bảy tám ok còn lên nè. Camera trước sau cũng camera trước sau ngon lành phai. Phải còn nhận. Rung với lại âm thanh vẫn còn. Ok. Ok, máy này sửa lại xài được các bạn nha. Tại vì chức năng nó vẫn ổn. Mà xài lâu dài thì thế nào thì không biết, anh xui thôi. Nhưng mà sửa khách họ yêu cầu muốn sửa, thật sự mình cũng không muốn sửa máy này. Nó công quá. Ok. Giờ mình đi về các bạn nha. Về để làm mấy cái máy cho xong. Về thôi mọi người, hên quá, mua có, tưởng là không có. Xong rồi. Có rồi. Mấy nào mà thấy gì nó xạo thì nó. Nó đi tiếp quá. Dạo này bận quá, sắp cưới vợ rồi, tháng sau tới rồi. À, rồi gặp ông anh ổng bệnh nhà, phải lo chi ổng phụ, ổng đi mổ cái giò bị cái chỗ cái khớp nối cái chỗ cái xương chậu á nó bị hoại tử á, rồi phải phụ ổng cái vụ đó lo lắng này nọ nữa. Đi trước nha. Ok thì mình đã mua đủ đồ linh kiện, mua được một cái vỏ của iPhone XS để về thay, và mua được cái màn hình của Oppo A31, mua được cái bộ vỏ A1 luôn. Bây giờ là về. Nhưng mà còn một cái nữa là mình cần phải mua thêm một cái màn hình của iPhone XS nữa. Tại vì cái mua được bộ vỏ thôi, nhưng mà ở ngay chỗ chiếm tại bay thì cái màn hình á thì nó sẽ nhích giá lên hơn xíu so với lại ở bên quận 7, cho nên mình sẽ chọn mua bên quận 7 đỡ được 100-200. Nó là có lời. Mua càng rẻ thì người ta lời được càng nhiều các bạn nha. Thì ở đâu đó cũng vậy. Nó có cái này cao kia thấp, nó cho bù qua sức lợi hết đó các bạn ơi. Không có chỗ nào mà bán giá rẻ hết hoặc là cao hết đâu. Nó sẽ trộn lộn cái hàng này với hàng kia. Cái này bán rẻ lên, cái kia nó sẽ bán mắc lại. Đó, bù qua sức lợi.
lại có những cái mặt hàng mà ở chỗ này không có, chỗ kia nó có thì bắt buộc người ta phải đi mua. Như cái vỏ test mắt, test với lại cái Oppo A1 đó, màn hình với lại vỏ đó không có bên quận 7 nên phải qua bên quận 5 mua nè. Hôm nay quay bằng cái Google để trước ngực này, không biết là cái chất lượng hình ảnh nó như thế nào. Tại vì quay vậy thì nó mới quay được cái thời gian nó dài, nó xả được sùa. Thì quay được nhiều cảnh, là cảnh nó rộng nữa. Quay điện thoại thì nhiều lúc cầm điện thoại lên quay thì nó cũng bất tiện. Mà quay bằng cái này thì đi tới đâu người ta nhìn tới đó à. Tưởng đâu mình là nhà báo phóng viên à. Giờ trên đường về thì mình sẽ tắt máy quay bạn nha, để về nhà rồi mình làm máy móc này nọ đó mình quay cho bạn coi. Ok mọi người, mình vừa về tới nhà rồi nè. Thì nãy giờ đi về tới nhà thì giờ trên đường đó mưa cho nên mình có ghé mua cái màn hình iPhone XS ở bên Phát Lộc đó, nhưng mà mưa quá là mình không có bật máy quay được, mình phải tắt nên không có quay được khúc đó mọi người coi. Đây bạn, mình đã mua về nè, màn hình XS nè. Đó. Bể nát máy nè. Máy này máy dựng rồi nha, máy này trước đây đã từng thay vỏ một lần rồi, dựng một lần rồi. Đây nè. Không biết là cái thợ trước người ta sửa cái gì ở chỗ cái lo đó. Giá cái lo lại nè. Người ta giá cái lo lại nha bạn nha. Nên bây giờ cái máy này cái lo mình cảm giác nghe nó chát 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 sao, nó không có ấm. Màu vỏ nè, đẹp keng rồi không? Rồi đẹp keng. Ok, sẵn đây mình sẽ làm cái con máy Oppo A1 cho mọi người coi nha. Thì mình tháo pin ra. iPhone XS thì chắc là mình không quay clip đâu, tại vì nó dài lắm, nó lâu lắm, làm lâu lắm. Cái con máy A31 này nó bể quá trời. Công quá trời công. Xài không biết là như thế nào, tại vì khách người ta 1, 2 muốn sửa, chứ thực sự mình thì mà ban đầu mình đã nói là xài kiểu này nó hên xui, mình không có bảo hành, không có hiếp gì được đâu. Cái men này nhiều lúc bữa 2 nó chết ngang đó. Cái máy này không biết cây sim nó nằm ở đâu mất tiêu rồi. Không biết là hình như là khách không có gửi lên cây sim, lúc mà bể cây sim nó mất tiêu luôn rồi. Cái này mấy cái linh kiện linh tinh mình giữ lại, như này lưới lo này nọ nè. Bể chân nó bể, nó cong tùm lum hướng hết nè. Đây, vỏ cũ nó nè các bạn, bể hết chân nè. Màn hình nó còn nguyên nè, cái màn hình cũ còn nguyên mà bể bên trong rồi nè, chúng ta nhìn bên trong thôi mới thấy được nè, nó xúc nó bể hết chân nè. Đây, nó bể trong. Ok, giờ mình sẽ tiến hành mình làm máy này các bạn nha, sẽ gáp lại. Còn cây sim nó có thiếu thì mua sao. Vỏ mới keng. Để mình tháo ra. Để lấy cái gian ten ra để nó đứt nè. Lấy cái men lên luôn nha các bạn. Để cho bạn coi kỹ cái men nè. Nó cong vòng rồi thấy không. Đây nó cong vòng nè. Móp nè. Nó móp bạn thấy không. Nó móp nè. Đó, cho nên mình sợ, chỉ sợ là sửa xong xài được vài hôm, hoặc là sửa xong á nó có một cái vấn đề là khi mà có điện vô thì xài không cần xài đâu các bạn. Trên đường các bạn gửi máy về cho khách nó chết trên đường đó, thà khách họ nhận máy rồi họ xài một hai bữa họ chết á thì mình cũng trách nhiệm, mà tiền mình lấy rồi cũng xong rồi đó. Chỉ sợ là trên đường gửi đi tới nơi thì nhận được máy thì máy nó ngủm tiêu rồi, thì lúc đó tiền mình không có nhận được các bạn nha, tại vì cái máy mình chưa giao được cho người ta đó, cũng khó lắm bạn nha. Nên sửa máy này ngán, máy công máy này nọ. Mình có khách tư vấn khách rồi, mà khách họ muốn sửa thì mình cứ sửa thôi. Mà nói thôi anh gán sửa cho em để em xài đỡ. Thì hy vọng là hên, chứ đừng có xui nha các bạn, hy vọng là hên thôi. Lấy dây nút nguồn ra nè. Ở nhà có ông anh thứ năm cũng bệnh,
bị ổng đau chân 4-5 năm trời nay rồi. Khi khám đi uống thuốc hoài không hết, thì uống thuốc nam ở nhà ngày này qua tháng nọ uống hết, giờ đi chụp X quang người ta nói là bị hoại tử cái khớp ngay chỗ cái háng á, gần xương chậu á, cái khớp đó đó. Thì do lúc đầu mình nhẹ mình không đi làm để rồi, bây giờ nó kiểu như đi nó càng ngày nó càng lâu nó càng nặng, thế mà hiểu không? Giống như giữa cái khớp này, đây là cái khớp đi, đây nó sẽ có một cái này miếng đệm ha, thì ở giữa này sẽ có một cái chất đệm, chất nhầy nữa bạn ha, thì nó đệm lại mà cái chất đó nó bị mất đi hoặc gì đó thì lâu ngày lâu tháng thì cái xương này nè, cái này cụm nó cạ vô huyết thì nó sẽ làm cho bị tổn thương các bạn nha. Đó thì mô phỏng gì là các bạn dễ hiểu rồi đó, thì bây giờ là phải mổ đó. Thì bữa lên khám ở trên Sài Gòn này thì bác sĩ trên đây nó nói là khoảng 80-90 triệu, 100 triệu, nhưng mà vậy khám xong rồi là lấy kết quả về quê đó, thì ở dưới quê người ta báo là khoảng 20 triệu là được rồi, đủ rồi. Vậy nếu mà được vậy cũng mừng, thì mình hỗ trợ gán của làm được mới nào đó hỗ trợ ổng đỡ, chứ ở dưới quê mấy ông anh nhà người ta cũng không có khá giả gì nhiều, không có phụ được nhiều, kệ đi. Nói chung là nếu như lúc trước thì nó thoải mái hơn, lúc trước là mình làm YouTube á nó còn lượt view nhiều á, thì một tháng mình kiếm cũng được 30-40 á, thì một tháng của mình là dư sức rồi, hỗ trợ rồi. Nhưng mà giờ lương nó thấp lắm mày, lương giờ còn tháng có 10-mấy triệu tiền YouTube nên nó cũng bèo nhèo. Với lại giờ cũng tới sắp đám cưới nọ rồi nên nó cũng đủ thứ lu bu hết trơn. Kệ đi, cái đó là người còn là của sẽ còn vậy nha, người còn quan trọng là người còn được rồi, chứ người mất rồi thì thua luôn á. Đây là cái men này nó hơi cong nhiều quá, lát nữa khi mà chúng ta sửa xong ta phải bắt ốc để xiết nó lại các bạn nha. Gáp vô cảm giác nó lúc lắc, nó không được suông, thằng thấy không, nó lúc lắc tại bên cong bên thấp, bạn hiểu không, bên thấp bên cao á, bên thấp bên cao cho nên nó sẽ lúc lắc. Thế chừng xiết ốc cũng không dám xiết mạnh tay quá nữa, xiết thì vừa thôi, xiết quá là đi luôn, xiết quá đi luôn cái men đó các bạn, nó chết á. Giờ để sàn cái bộ phận này qua, sàn cái lo lại bộ phận chân sạc các bạn. Mới vừa về quê lên mấy hôm nay mình cũng có mệt quá trời, làm đuối. Giờ mình cũng như mình không có còn như xưa thanh niên đi từ đây về quê chạy phà về sẽ gu. Còn bây giờ mỗi lần lên về đi lên đi xuống xong nó mệt 2-3 ngày trời. Nằm dưỡng 2-3 ngày chưa nó khỏe. Nhức cái lưng các bạn. Thì bữa mình lên trên đường lên là mình chở ông anh của mình lên luôn á, chở ông lên để khám bệnh. Xong ổng về hôm qua rồi, hôm nay thì ổng về quê xong cái hôm nay ổng đi khám trong bệnh viện Trà Vinh á, đem kết quả lên chỉnh cho người ta coi đó, thì người ta nói là ở dưới thì chi phí là nó vậy đó, thì người ta cũng dựa theo cái kết quả ở trên đây khám đó, người ta mổ đó, người ta làm đó. Và có thể là ở dưới quê thì chi phí nó sẽ rẻ hơn, nới hơn chút xíu, bảo hiểm bảo này nọ đó, nên ta lấy cái bộ phận chân sạc ra các bạn. Nó có một cái móc nữa, người ta sẽ cậy cho cái móc này nó rớt ra ngoài đó. Không lấy móc ra là cái men nó bị dính lại, nó không có ra được đâu. Ở đây người ta cậy cẩn thận, dừng đứt cái cọng dây ấy nha, dây con gung nè, máy này con gung nhỏ xíu à, cái hài thì bự mà cái con gung nhỏ xíu, không biết là gung kiểu được như thế nào đây. Mấy cọng dây này rất là li ti, chúng ta phải cẩn thận nó đứt các bạn nha, đứt kiếm mua không có đâu nha, phải kiếm đi mua cái vỏ sát á, các bạn đi kiếm cái vỏ sát về các bạn thế được. Này đó, cái nào tháo ra sau cùng thì gấp lại trước tiên. Ok, tới con gung nè đó, cái nào mở sau cùng thì cứ thứ tự nó. Rồi tới cái men,
dạo này cũng có nhiều cái thành phần nó tiếp tục quấy gối nữa, rồi nó bắt đầu nó lộng hành nữa nè, lừa đảo này nọ nhiều lắm bạn nha. Nó có một cái chiêu mới là nó cũng tạo cái trang giả giống mình, giống lúc trước rồi đó, rồi nó sẽ gọi là tống tiền khách hàng của mình vậy nha, tống tiền cái iCloud. Chúng ta bắt ốc lại vậy nha. Ốc này, cái ốc này có lớn có nhỏ, tại vì mình để lâu ngày chưa làm máy ốc nó lộn lum la, nhưng mà nó cũng như nhau à, nó không có phải kiểu dài hơn quá hoặc là ngắn hơn quá. Ốc của Samsung, Apple thì nó xài chung cho nhau được hết trơn à, trộn qua trộn lại. Lấy số điện thoại của bưu điện, lấy mã nhận đơn các bạn hiểu không, nó lấy mã nhận đơn lên bưu điện lấy đó, khi mà các bạn gửi hàng đi cho nó thì nó xin, nó nói là anh chị gửi cho em cái mã vận đơn đó, là các bạn gửi cho nó mã vận đơn là nó sẽ lên bưu điện nó lấy mã vận đơn, nó lấy chứng minh, nó lấy mất dạy lắm rồi nha, chiêu trò nhiều lắm. Rồi cuối cùng các bạn cứ nghĩ cái đó là mình lấy, tại vì sao, tại cái số điện thoại của người giao là mình đó, nó đưa số điện thoại bưu điện là số điện thoại mình luôn, nó cho chiêu rồi đó, hiểu không? Đó là coi như nó sẽ chặn đầu, là khi mà nó theo dõi là thấy nó thấy hàng về tới Hồ Chí Minh hoặc là hàng về tới quận 7 rồi, bắt đầu nó sẽ gọi điện lên, nó chặn đầu, nó nói anh bên em lên lấy trực tiếp này nọ, lên nó cầm chứng minh lên lấy đó. Cuối cùng cái khách hàng tra ra, ủa đúng số điện thoại của mình rồi, số điện thoại thì anh đi đúng rồi, tại sao ổng nói là ổng không có nhận hàng đó. Cuối cùng ai là người chịu trách nhiệm là mình. Bọn này nó ác lắm bạn nha, bọn này mai mốt là nó cũng bị quả báo thôi, chứ chết chọc chứ cũng sống không lâu đâu. Ở đời mà chúng ta làm việc thiện đi chứ, ăn không ngồi rồi muốn ăn của người ta trên đầu trên cổ người ta không, thất đức quá. Cái bọn này mà gặp được đập cho nó chết mẹ nó chứ đâu phải đơn giản. Thì thằng này chắc ở đâu khu vực quận 7 này rồi chứ không đâu xa đâu. Các bạn lưu ý đó, mình lúc nào cũng nói, nhắc tới nhắc lui hoài, cái clip nào mình cũng nói. Số điện thoại thì đã công khai rõ ràng nè, số điện thoại duy nhất và chỉ có một số duy nhất thôi, không có xài bất cứ một số nào thứ hai hết, chỉ một số nhất, số 91 đuôi 0772659691 đó, cái số đó duy nhất luôn. Mình lo nói mình quên gáp cái lưới lo này, để mình gáp lưới lo vô, để dở màn hình lên xíu gáp lưới lo vô. Zalo mình cũng không có xài, mình chỉ xài duy nhất một cái Facebook cá nhân đó thôi, để giao tiếp, để trao đổi việc làm ăn với mọi người thôi. Thì mọi người cứ nhắn tin cái Facebook đó, rồi khi nào mình rảnh công việc mình sẽ lên mình trả lời thôi, chứ đâu phải mình là người ở không đâu mình lên trả lời các bạn liên tục liền đâu. Các bạn nhắn tin buổi sáng thì buổi trưa mình trả lời, hoặc buổi tối mình trả lời liền, cái gì có gì đâu mà phải gấp vội vàng, nhắn tin không được cái này nhảy qua cái kia. Người ta người làm ăn thì công việc người ta lu bu, người ta đâu thể nào mà cứ ngồi đó trả lời tin nhắn như những cái thằng ở không đó được. Chỉ có những thằng ở không thì mới trả lời tin nhắn các bạn liền được thôi. Còn người ta làm việc, người ta sửa máy đó, chứ các bạn thấy mình đang ngồi làm máy vậy rồi các bạn nhắn tin đi, ít nhất phải 1-2 tiếng sau thì mình mới đi vô, mới có thời gian rảnh mình vô coi cái tin nhắn Facebook chứ, đâu phải vô liền được, phải lúc nào cũng rảnh liền coi liền đâu. Làm máy một ngày trời lấy thời gian nào mà vô, ít nhất phải buổi tối thì mình mới có thời gian rảnh mình coi Facebook của mình, lúc đó mình mới trả lời inbox các bạn. Quá nhiều thành phần lừa đảo, quá nhiều kẻ gian cái xã hội này bây giờ. Ăn không ngồi rồi muốn ấy không, không làm mà muốn có ăn, ăn mà không sợ mắc nghẹn. Ok, cái lưới lo được rồi đó, không làm mà muốn có ăn, không mà chết mà. Các bạn coi video của mình thì các bạn cứ bấm vào cái phần cái mũi tên hình tam giác đó ở phía dưới góc tay phải của video, bạn bấm xuống đó thì bạn sẽ thấy cái một cái phần list danh sách mô tả thông tin của mình, thì mình có okay, gắn pin lại rồi nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ bắt cái nẹp lại nè.
Đây thì cái men nó bị cong cho nên cái nẹp nó sẽ lắc lư xíu các bạn nha, nó không có đều. Nhưng mà khi mà các bạn bắt ốc lại siết lại thì nó sẽ nằm đúng vị trí nó thôi. Bây giờ nó bị bắp bên nha, bây giờ nó cong nó bắp bên. Cái men nó bắp bên. Để thử siết ốc thoải mái đi rồi nó sẽ tự động nó kéo xuống thôi. Nó gịch xuống thôi. Đó, các bạn thấy nó đều xuống rồi đó. Bắt đầu cái men, cái phần nẹp nó đều, nó kéo xuống nó đều. Cảm giác cái máy nó đã đẹp rồi nha, nó hoàn thiện rồi đó. Còn con ốc nữa. Đây bạn, nó bằng ha. Nó đẹp rồi đó. Khởi động máy lên mà. Ok. 978. 1978. Các bạn lên ha. Mình có kiểm tra chức năng lúc nãy rồi đó thì các bạn biết rồi đó, thì máy này nó full chức năng rồi, nó không có bị hư hao gì hết. Ok, ổn mà. Rồi, thế mình làm cho xong luôn đi. Ok, chúng ta hoàn thành cái máy này các bạn nha, đẹp keng, xà beng luôn. Còn thiếu có cái khay sim, mà khay sim để mình đi kiếm mua đó, thì bây giờ chúng ta sau này gắn nắp lưng vô thì chúng ta gàn hay thun lại để nó khoảng nửa tiếng đồng hồ cho nó khô nó đẹp. Khay sim này mình không biết là khách để ở nhà hay là do khách làm bể máy á, làm mất khay sim luôn thì mình không biết phải không, tại nếu mà có khay sim ở đây thì mình đã còn giữ rồi. Còn này không thấy khay sim chắc là không có gửi lên, không có gửi theo máy. Máy này nó dài ghê hồn. Cái này gọi là full HD các bạn ha. Full HD vậy, cái này mà coi full HD nó dư gàn khúc, bảo đảm. Ok thì được các bạn nha, thì chắc là video của mình sẽ kết thúc đây các bạn nha. Làm nó cũng hơi dài dòng các bạn nha, tại vì còn những đoạn ở ngoài đường này nọ nữa. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn.